Chào anh em nha, hôm nay lại tiếp tục giới thiệu một mẫu xe ít tiền cho anh em, giá hơn 100 đây, 209. Có mẫu xe MT số tự động, số sàn, thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha, 1.6, chạy đâu đó 7 lít à. Bản số Phan Thiết, 28044. Đó, phong dáng em là City, được cái xe sạch sẽ liền lẹt nha, không cứng không lỗi nha anh em. Đó, mẫu này anh em giá tiền hơn 100 cho anh em mua về che nắng che mưa chở gia đình. Đó, chừng anh đang bán giá nó hợp lý cho anh em thôi, 115 triệu cho anh em nha. Sạch sẽ cho anh em, vàng bấm đúc nguyên bản của dòng Lacetti nè anh em. Bốn hoa vỏ không có đều nhau đâu, có lúc vỏ sâu thì mòn, có lúc vỏ mới thì cũng còn mới. Được chưa anh em, sạch sẽ. Nội thất của em nè, ghế nị đã được chủ nhà bọc da toàn bộ rồi. Giá thành hơn 100 cho anh em mua về che nắng che mưa gia đình thôi. Được cái xe nó ok lắm, nó chất cửa đóng liền lắm. Vô lăng nè, vô lăng nguyên bản của dòng Daegu, đi được 272.000 rồi. 272.000 đồng thời chắc máy móc cũng đã có canh chỉnh. Vì cái dòng này nó rẻ tiền, và cái thứ hai nói về độ bền em này nó sẽ không bền đâu. Đó, mình báo thẳng luôn chứ cái xe nào mình cũng có cái bền đẹp rồi. Làm gì có chuyện đó. Daegu mà. Nó thông dụng cho anh em thôi. Nhưng mà chủ nhà người ta về, người ta máy móc người ta đã làm rồi, anh em về khỏi phải làm. Nhà cô chú anh chị. Màu ghi bạc nha. Nó giá kẻ cho anh báo luôn rồi đó, 115 triệu cho bà con đó. Đây anh em. Đèn chủ nhà nó lên full led đèn vàng, hai cụm đèn này rẻ tiền, chiều ba chiều hai với một cặp luôn. Đó, đèn trước là mới cáu đây, nắp capo anh chị nhìn là keo đi nắp capo hết, keo chỉ là nguyên si không có đâm pha lỗi lầm ở trên nắp capo, coi từ những sóng gân này. Anh em thấy không, nó sạch sẽ cho anh em, máy móc để coi làm những gì nha. Một chấm sáu này, chủ nhà người ta có làm mặt máy trên rồi nha, còn cái vàng hơi của nó là chưa nè, núng tiền mở nè, nó có thay lại mặt ron phi lép nè. Đó, báo thẳng luôn, xe cũ thì có sao thì nói vậy luôn nha. Hệ thống xả của em nó nè, hệ thống xả là nguyên bản, hệ thống xả là chưa làm nha anh chị, chưa làm nha bà con cô bác. Coi số thử. Em này là cái số rin anh em, số nguyên bản. Nói chung số và dàn hơi là chưa làm, còn mặt phi lép có làm rồi. Chứng tỏ xe này ngày xưa bị thổi ron. Báo thẳng luôn, chả ngại. Được chưa anh em. Nè, xe không có tí đồ hơi nè. Máy em ru, máy e-test nha. Đây nè, máy e-test. Mà cái dòng Daegu này là cái thương hiệu của Hàn Quốc, mà càng đời về sau dòng Daegu không sản xuất nữa, người ta sẽ chuyển qua dòng xe thương hiệu của Mỹ, đó là Chevrolet nha, Avell, Chevrolet, Cruze. Đó là dòng xe phía sau này đó, thương hiệu của Mỹ đó. Mới cái dòng này đời đầu hết toàn bộ. Em này xài toàn bộ hệ thống cam ngoài, sử dụng cam là Ecoloy anh em nha. Đây anh em, em này xài chân ga điện nha, cùi cùi với xài chân ga điện, chân ga điện, ga điện. Tại vì ga điện nó phải nhận cảm biến từ bướm ga. Đây là hệ thống bướm ga của em nó đây. Hai bên kèo cồn là nguyên si hết. Được cái xe sạch sẽ, máy chủ nhà người ta làm rồi, thì anh em khỏi phải làm. Đó, như là đại loại là cam cò đồ các kiểu, rồi thay mặt ron phi lép vậy thôi. Còn cái xe đời cũ thì chắc chắn phải làm rồi chứ làm sao mà nó rin được, được cái nó liền. Đây là hệ thống cảm biến oxy, nó còn nguyên si nè. Và dòng Lacetti này thiết kế rất khá là hay nè, nó có hai cái quạt giải nhiệt. Đây anh em, một là quạt cảm biến nhiệt, hai là một quạt cảm biến máy lạnh. Hai cái dòng đó nha anh em, nó có hai quạt giải nhiệt cho bà con cô bác. Cho nên nói về độ làm mát của em này thì làm mát rất là nhanh, tại vì nó xài hai quạt mà. Một là cảm biến nhiệt đủ nhiệt thì quạt nó quay, cái thứ hai khi anh em đóng máy lạnh vô là thêm một cái quạt phụ nó sẽ quay nữa. Đó, tại vì khi bà con hiểu như thế này nè, bà con đóng máy lạnh á, tức là cái máy nó sẽ bị rù xuống, nó gì xuống, thì mức độ nóng máy rất là nhanh, cho nên phải nó cần phải xài thêm một cái quạt nữa nha cô chú anh chị. Hai quạt được cho anh em, xe liền lắm, sạch sẽ. 115. Anh em thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Còn mấy mẫu này đời này thì chắc sơn là hết cả con này. Chứ đừng có nói sơn rin. Làm việc với Trần Anh thì không có chuyện rin với cọp với mèo ở đây. Chê là chê luôn, khen là khen luôn. Được chưa anh em, tính mình như vậy nè. Được cái sạch sẽ nha anh em. Đó, một mẫu xe khá là sạch sẽ, trang bị một cái màn hình quỳ bắp. Được chưa anh em. Bên Trần Anh nhận lên đồ chơi cho bà con cô bác nha. Anh em nào thích lên đồ chơi thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Ở chất xe ok.
Còn sơn si đâu quan trọng đâu. Anh em muốn về đẹp hoàn hảo đến 100%, anh em bỏ ra tầm cỡ 5 đến 6 triệu anh em tắm qua nước sơn đẹp ngay luôn. Tại vì xe cũ mình không đòi hỏi là quan trọng là có chuyện người sơn, quan trọng là máy nè, gầm nè, nội thất đẹp hay không nè. Rồi anh em về anh em chạy. Còn sơn si kệ nó đi, thích thì anh em tắm qua nước sơn, còn không tắm thì chưa anh em lên đây chờ anh tắm cho mấy triệu bạc đẹp ngay. Được chưa? Đó, nói thẳng vậy nha. Cốp sau rộng rãi nè. 1.6 này đi nó lành 7 lít. Mà đồ đẹp của em Life City dễ thay dễ sửa. Anh em nè, dàn mâm nè. Đó, gầm bề ở trong là không có tí mục mọt nha anh em. Sạch sẽ cho bà con. Liền chưa? Rồi, anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm cùng với Trần Anh nha. Cặp vỏ trước mới hay cặp vỏ sau mọn? Nè anh em. Anh em coi cái gầm có mục không? Anh em thấy gầm đẹp không? Gầm bệ là không có một dấu hiệu là mục mọt nè. Vừa túi tiền cho anh em, vừa túi tiền đến những cô chú anh chị nào ít tiền. Mua về bà con che nắng che mưa, chở gia đình, chở đưa rước con cái đi học rất tuyệt vời. Đó, hàng đẹp chuẩn chu không lo về giá. Rồi Trần Anh khép lại channel tại thế này. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh. Em see you in goodbye.